Vietnam and Africa, as well as the elderly in the United Kingdom. So this is from Amna Foundation, and for a very good purpose, the artist in there, he brought to the UK with 8 plating. But he gave out this one for us as a gift for the organizer, so that we can do something for people with difficulty like situation. Phần đồ giá này sẽ được chuyển đến quỹ của hiệp hội các quốc gia Việt Nam tại Vương quốc Anh để ủng hộ cho những hoạt động mà dùng sự quảng bá văn hóa Việt Nam trên thế giới cũng như